hello xin chào mọi người có khách hàng hỏi mình là vì sao đi cây không làm dịch vụ phun môi xí muội à, thật ra thì phun môi xí muội chúng ta hiểu nó là một cái kiểu là môi à, lòng đậm và viền nhạt tức là tỏa dần nhạt dần ra phần viền thì thật ra không phải là đi cây không có mà đi cây không đặt tên cho nó bởi vì trong cái quá trình mà phun môi của đi cây thì đi cây sẽ à lựa chọn cái cái cách xử lý tùy theo tình trạng của khách hàng và nó chỉ là một trong những cách xử lý của đi cây thôi ví dụ như là môi xí muội à, thì sẽ phù hợp với những khách hàng nào mà à, khuôn môi hơi dày một chút này à, rồi là bạn ý còn khá là trẻ trung này à, lòng môi và viền môi không bị thâm thì chúng ta sẽ xử lý phun à, môi xí muội thì nhìn trông nó sẽ à, phù hợp nhưng mà không phải ai cũng có cái kiểu môi như vậy thì có những khách hàng mà vì môi thâm thì sao có những khách hàng khuôn môi à, à, mỏng thì sao khuôn môi không dày thì sao thì chỉ chúng ta phải làm như thế nào chúng ta sẽ không phải sử dụng phương pháp ấy được. đấy được cho nên là đây là một à, cái kiểu xử lý một cái cách để trong làm môi thôi cho nên là đi cây thì chỉ đưa ra một cái gọi là à, cái tên gọi là phun môi để làm sao mà khách hàng hình dung là khi khách hàng đến trực tiếp thì sẽ được chuyên gia thăm khám và tư vấn cái kiểu cách làm nào phù hợp với cả tình trạng của khách hàng À, thâm nhiều thâm ít môi mỏng môi dày hoặc là cái tính chất à, da môi nền môi rồi là à, viền môi ra sao thì mới làm được từng cái kiểu xử lý khác nhau để phù hợp với tình trạng của khách hàng và tạo ra được cái kết quả cuối cùng nhé thế cho nên là đi cây không đặt tên nó à, và mọi người nghe thì mọi người cảm thấy là nó là một cái tên khá là chen hoặc là khá là kêu nhưng mà à, thực tế là thì nó chỉ là một, một kiểu xử lý thôi à, cho nên là mọi người hãy yên tâm ở đến với TK thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp nào phù hợp nhất với tình trạng của từng khách hàng nhé.